Vâng, xin được chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chuyên mục phỏng vấn chuyên đề của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, di tích chiến trường Điện Biên Phủ là một trong những di tích quốc gia đặc biệt và năm 2009 thì được xếp hạng đầu tiên trong 10 di tích quốc gia đặc biệt như vậy. Và di tích chiến trường Điện Biên Phủ thì là một trong những không gian lịch sử để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ của tỉnh Điện Biên nói riêng và cả nước Việt Nam nói chung về những hy sinh anh dũng của ông cha giành lại độc lập cho dân tộc vào năm 1954. Và đây cũng là một sản phẩm du lịch độc đáo của tỉnh Điện Biên, nơi mà được du khách trong và ngoài nước lựa chọn làm điểm dừng chân thú vị. Vậy thì để phát huy tốt những cái giá trị lịch sử, giá trị về du lịch của di tích quốc gia đặc biệt này thì ngành văn hóa thể thao du lịch tỉnh Điện Biên đã tham mưu như thế nào cho tỉnh và trực tiếp triển khai các giải pháp cụ thể ra sao để phát huy tốt những giá trị mà di tích chiến trường Điện Biên Phủ đang sẵn có. Và để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với cuộc trao đổi của chúng tôi với ông Nguyễn Hoàng Hiệp, là Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Điện Biên. Xin chào ông ạ. Thưa ông Nguyễn Hoàng Hiệp ạ, ông có thể cho biết rõ hơn về những ý nghĩa lịch sử của di tích chiến trường Điện Biên Phủ thưa ông? Trước hết thì phải khẳng định rằng là đây là nơi ghi dấu một sự kiện lịch sử, một chiến thắng vĩ đại của dân tộc. Và đặc biệt đó là bằng chứng sống động về chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954. Cách đây đã gần 70 năm. Và từ chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đã tạo một động lực rất lớn, cổ vũ tinh thần cho toàn thể dân tộc Việt Nam tiếp tục thực hiện cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975. Và đồng thời, đó là nơi đánh dấu sự sụp đổ của chế độ thực dân đế quốc và mở đầu cho các phong trào cách mạng giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa trên toàn thế giới trong thế kỷ 20. Và đây cũng là một trong những địa điểm tiêu biểu trực quan sinh động, là nơi kết nối giữa quá khứ với hiện tại và tương lai. Vâng, thưa ông thì được biết rằng là di tích chiến trường Điện Biên Phủ thì bao gồm 45 điểm di tích thành phần từ huyện Tuần Giáo đến thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên. Vậy thì xin ông có thể cho biết rõ hơn về thực trạng của quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ ạ? Toàn bộ 45 điểm đã xác định được khu vực bảo vệ 1, 30 điểm có khu vực bảo vệ 2, 28 điểm đã được triển khai cắm mốc ngoài thực địa, 23 điểm thì có đầy đủ hồ sơ khoa học, 9 điểm thì đã được trùng tu tôn tạo và 6 điểm hiện nay đang đưa vào thu phí tham quan. Tuy nhiên thì xét về mặt tổng thể thì hiện nay phần lớn các điểm di tích cũng chưa phản ánh rõ nét về quy mô cũng như là cục diện chiến trường. Lý do là các cái hồ sơ tài liệu hiện nay đang lưu giữ chưa đầy đủ. Cùng với đó là công tác giải phóng mặt bằng, rồi là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các điểm di tích còn một số vướng mắc. Và hiện nay 22 điểm di tích thì chưa có hồ sơ khoa học. Rõ ràng thì qua thực tế những năm gần đây thì du khách đã biết nhiều hơn đến di tích chiến trường Điện Biên Phủ và đến với Điện Biên ngày càng nhiều hơn. Vậy thì ông có thể cho biết những cái tín hiệu vui trong cái việc phát triển du lịch gắn với lại việc phát huy giá trị của di tích chiến trường Điện Biên Phủ? Trong 4 tháng đầu năm 2023, lượng khách du lịch đến với Điện Biên Phủ có rất nhiều cái tín hiệu vui. Thì lượng khách đạt gần 455.000 lượt và tăng 5,25 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khách quốc tế là đạt 3.760 lượt. Đặc biệt nhất là cái tỷ lệ tăng so với cùng kỳ năm trước đạt 24,3%. Và tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt gần 790 tỷ đồng và tăng 5,3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Xin cảm ơn ông. Vâng, thưa quý vị bạn, di tích chiến trường Điện Biên Phủ thì không chỉ những ngày lễ ngày Tết với thu hút và đón được đông đảo du khách đến với tỉnh Điện Biên, mà bây giờ thì đông đảo du khách trong và ngoài nước đến với tỉnh Điện Biên thì quanh năm. Và để minh chứng rõ hơn về những cái chia sẻ ông Nguyễn Hoàng Hiệp vừa trao đổi thì chúng ta cùng đến với một phóng sự ngắn. Những ngày tháng 5 lịch sử này, nhiều đoàn khách đổ về thành phố Điện Biên Phủ thăm lại chiến trường năm xưa. Trong đó có rất nhiều cựu chiến binh. Khi đặt chân tới di tích chiến trường Điện Biên Phủ, họ mong muốn được sống lại những thời khắc hào hùng của cả dân tộc Việt Nam với chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu năm 1954. Lần thứ 3 lên thăm chiến trường Điện Biên thì cũng cảm nhận được cái nơi đây là những người cựu chiến binh của quân đội nhân dân Việt Nam đã chiến đấu quên mình vì đất nước,
và đã giành lại nền độc lập cho dân tộc, và nơi đây đã ghi nhận những sự hy sinh rất lớn lao của các anh hùng liệt sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam. Điện Biên, vùng đất mà mỗi mét vuông cũng đều chứa đựng nhiều giá trị của truyền thống, của lịch sử. Nên đối với những người dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới, di tích quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ chính là một địa chỉ đỏ, một điểm đến quan trọng. Mình là con người Việt Nam sống trên đất nước Việt Nam, qua lịch sử sách báo thì rất là nhiều rồi. Nhưng lần đầu tiên được đặt chân lên đây, chúng tôi cảm nhận rất là vĩ đại, rất là hùng tráng. Tôi khẳng định đến các cái di tích lịch sử ở Điện Biên Phủ này, đây là một cái nơi mà để giáo dục các cái thế hệ trẻ về cái lịch sử truyền thống đánh giặc ngoại xâm của nhân dân chúng ta. Gần 70 năm trôi qua, quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ ngày nay vẫn luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong định hướng thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh Điện Biên. Vâng, xin quay trở lại với cuộc trao đổi của chúng ta. Vâng, thưa Nguyễn Đăng Hiệp, thì rõ ràng là di tích chiến trường Điện Biên Phủ thì đã phát huy được cái giá trị nhất định. Tuy nhiên thì qua tìm hiểu thực tế thì thấy rằng là một số cái điểm di tích thì vẫn chưa phát huy hết được giá trị sẵn có. Bên cạnh đó thì một số di tích thì vẫn còn bị xâm hại. Thì xin ông cho biết quan điểm của ngành về vấn đề mà dư luận xã hội đang rất là quan tâm này. Những vấn đề vừa nêu rất là đúng. Chúng tôi cũng rất là vui mừng khi mà vấn đề phát huy giá trị di tích được rất nhiều người quan tâm. Đối với lại hai cái điểm hầm Pirot và cầu Mường Thanh là nằm trong khu trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Một phần của khu vực khoanh vùng hầm Pirot và cầu Mường Thanh đã hình thành một cái chợ Mường Thanh và đã đi vào hoạt động từ rất lâu. Thì Sở Văn hóa Thể thao Du lịch đã chỉ đạo Ban Quản lý di tích phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân phường Mường Thanh và các cơ quan đơn vị liên quan tiến hành vận động đôn đốc các hộ dân kinh doanh ở khu vực đó di chuyển các cái lều lán cũng như là các cái trang thiết bị buôn bán ở đó trả lại mặt bằng di tích. Và đến thời điểm này toàn bộ mặt bằng của hai điểm di tích đã được thực hiện xong. Tuy nhiên là chúng tôi cũng rất là mong muốn cái sự quan tâm nhiều hơn đối với vấn đề về bảo tồn. Bởi lẽ là giữa bảo tồn và phát triển, phát huy nó là cả hai nội dung đan xen. Nếu chỉ có nghiêng về một vấn đề nhất định thì sẽ không phát huy được hết giá trị. Ví dụ như chúng ta quan tâm đến vấn đề bảo tồn mà không quan tâm đến vấn đề phát huy thì giá trị của và ý nghĩa di tích sẽ không tới đông đảo với công chúng. Và ngược lại, nếu chỉ quan tâm đến vấn đề phát huy và không bảo tồn thì giá trị của di tích dần dần sẽ bị mai một và cũng có thể sẽ bị mất đi. Vâng, ngoài hai cái điểm di tích mà chúng ta vừa mới nói đến thì đối với lại quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ ấy, thì để bảo vệ và phát huy được giá trị lâu dài của di tích chiến trường Điện Biên Phủ thì ngành đã tham mưu cho tỉnh những giải pháp cụ thể ra sao thưa ông? Thì chúng tôi cũng đã tham mưu rất là tích cực và đến thời điểm này ban tỉnh cũng đã ban hành rất nhiều các cái quyết định, kế hoạch, đề án về bảo tồn, chúng tôi tôn tạo các cái di tích chiến trường Điện Biên Phủ. Trong đó có một nội dung chúng tôi cũng đang rất là tâm huyết, đó là cái kế hoạch về việc triển khai nghiên cứu, tìm kiếm và phát hiện để bổ sung vào các điểm di tích thành phần trong cái quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ. Riêng ngành văn hóa thể thao du lịch Điện Biên là cái đơn vị được giao quản lý và phát huy cái giá trị của di tích chiến trường Điện Biên Phủ thì có những giải pháp nào ngành đã và đang trực tiếp triển khai thực hiện? Thì rất nhiều năm qua thì ngành cũng đã chủ động triển khai các nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ của ngành. Đặc biệt nhất là vừa rồi có triển khai việc rà soát các cái quy hoạch trên các lĩnh vực văn hóa thể thao du lịch để đề nghị tích hợp vào trong quy hoạch phát triển chung của tỉnh. Và thường xuyên tiến hành việc cải tạo cảnh quan, môi trường cho di tích. Đặc biệt nhất là hiện nay đã có phần mềm về hệ thống quản lý di sản văn hóa. Du khách hoặc là ai có nhu cầu tìm kiếm có thể vào cái hệ thống phần mềm đó để nghiên cứu. Cùng với đó thì chúng tôi cũng rất là quan tâm đến vấn đề phối hợp với các cơ quan ban ngành, đoàn thể của tỉnh để cùng chung tay vào việc bảo vệ phát huy giá trị di tích. Di tích chiến trường Điện Biên Phủ luôn là di sản tinh thần quý báu của quân và dân tỉnh Điện Biên. Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích chiến trường Điện Biên Phủ đến năm 2030 đã được cả hệ thống chính trị của tỉnh Điện Biên quyết liệt thực hiện nhằm xây dựng Điện Biên trở thành trung tâm du lịch của khu vực Tây Bắc và cả nước. Để đẩy mạnh cái việc bảo tồn, phát huy
giá trị của di tích chiến trường Điện Biên Phủ cho nó xứng tầm để phục vụ cho phát triển du lịch. Tỉnh Điện Biên đã và đang thực hiện đề án bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử Điện Biên Phủ thông qua cái việc huy động các nguồn lực từ ngân sách nhà nước, nguồn lực từ xã hội để trùng tu, tôn tạo các cái di tích lịch sử để vừa mang tính giáo dục truyền thống, vừa tạo ra những sản phẩm du lịch lịch sử hấp dẫn cho du lịch của Điện Biên. Công tác tuyên truyền quảng bá giới thiệu nhằm để đông đảo du khách đến với Điện Biên có hiểu biết sâu sắc về chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu luôn được chú trọng. Để làm tốt cái công tác phát huy quản lý bảo vệ giá trị di tích thì chúng tôi cũng trực tiếp tham mưu cho sở triển khai thực hiện đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ. Trong đó thì có các cái nhiệm vụ là tham mưu về nhiệm vụ bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích, dự án về khoanh vùng cắm mốc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho các cái điểm di tích. Việc thực hiện công tác bảo tồn, tôn tạo quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ chính là cách làm hiệu quả để phát huy nguồn tài nguyên du lịch nhân văn riêng có của tỉnh Điện Biên. Vâng, thưa ông, là bên cạnh những cái giải pháp mà ông đưa ra thì có thể thấy rằng là việc phát huy giá trị quan trọng của di tích chiến trường Điện Biên Phủ thì yếu tố con người rất là quan trọng. Vậy thì giải pháp của ngành đang triển khai thực hiện là gì? Trong thời gian gần đây thì các đồng chí lãnh đạo quản lý từ sở đến đơn vị thực hiện nhiệm vụ thì cũng đã được thường xuyên tham gia các cái lớp tập huấn nâng cao về công tác quản lý và kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức rất là nhiều các cái lớp bồi dưỡng tập huấn cho đội ngũ công chức, viên chức và đội ngũ thuyết minh viên để bổ sung vào cái nội dung thuyết minh tại các điểm di tích, đặc biệt nhất là có nhiều câu chuyện hơn gắn với từng điểm di tích để giới thiệu với lại du khách. Vâng, có thể thấy rằng là trong thời gian qua thì cái hoạt động trải nghiệm, giáo dục truyền thống, giáo dục trực quan tại các điểm di tích thuộc di tích chiến trường Điện Biên Phủ thì được ngành tổ chức triển khai thực hiện thì với tần suất thì ngày càng nhiều hơn. Vậy thì mong muốn của ngành là gì khi mà triển khai những hoạt động đấy? Chúng tôi cũng thực hiện một số hoạt động trên để nhằm thỏa mãn cái nhu cầu và mong muốn của du khách khi mỗi lần đến với lại Điện Biên, đặc biệt nhất là đến các điểm di tích. Và cũng hướng tới là hình thành ở từng điểm di tích này sẽ trở thành một cái trung tâm hoạt động về văn hóa. Thế cùng với đó nữa thì qua những cái hoạt động vừa rồi thì chúng tôi cũng để đánh giá, rút kinh nghiệm và tìm ra những cái sự đổi mới, rồi là mở rộng thêm các cái hình thức hoạt động để ngày càng đáp ứng tốt hơn cái nhu cầu của du khách. Vậy thì ngành văn hóa có kỳ vọng gì khi mà những cái giá trị về lịch sử, giá trị về du lịch của di tích chiến trường Điện Biên Phủ được phát huy và được khai thác một cách hiệu quả nhất, thưa ông? Chúng tôi thì cũng có rất nhiều cái kỳ vọng. Thì để phát huy được cái giá trị của di tích chiến trường Điện Biên Phủ này, chúng tôi cũng đang rất là mong muốn được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, bảo quản, trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị di tích chiến trường Điện Biên Phủ. Và một kỳ vọng nữa là để chung tay với lại nhà nước, thì thời gian tới chúng tôi cũng rất là mong muốn các cái doanh nghiệp, tổ chức cá nhân cùng đồng hành với ngành văn hóa thể thao du lịch trong việc phát huy giá trị của di tích đặc biệt này. Xin cảm ơn ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sau gần 70 năm quân và dân ta giành thắng lợi quan trọng trên chiến trường Điện Biên Phủ để giành độc lập cho dân tộc. Và trong những năm gần đây thì qua thực tế thì cái công tác trùng tu, tôn tạo, bảo vệ đã được tỉnh, được ngành văn hóa thể thao du lịch và được cả hệ thống chính trị rất là quan tâm, coi đây là một sự tri ân cho thế hệ cha ông đã dành cả xương máu, tính mạng để giành được. Và những việc làm đấy thì vẫn sẽ được tiếp tục như quan điểm ông Nguyễn Hoàng Hiệp vừa chia sẻ. Và tin rằng là khi mà chúng ta triển khai thực hiện hiệu quả những cái giải pháp đó thì cái giá trị về lịch sử, giá trị về du lịch của di tích chiến trường Điện Biên Phủ sẽ được phát huy tối đa, đúng không ạ? Và nếu quý vị chưa một lần đến với Điện Biên thì hãy đến một lần cảm nhận cho riêng mình về những cái giá trị lịch sử mà di tích chiến trường Điện Biên Phủ đang có. Và chuyên mục phỏng vấn chuyên đề của chúng tôi tuần này xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục tiếp theo. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Điện Biên đã tham gia cuộc trao đổi của chúng tôi ngày hôm nay.